Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên nghĩa tin tức. Thưa quý vị và các bạn, Ukraine lại vừa cho Putin một cái tát. Trước khi qua Mỹ tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tuần tới, Tổng thống Ukraine đã có sẵn trong túi một bài học về sáng tạo và đờm lược khi quân Ukraine cho nổ một kho đạn vĩ đại của Nga. Dạ, bài học cho tên bù nhìn Mỹ gọi là Tổng thống Joe Biden. Đọc tin vui trên New York Sun cho đời đỡ buồn. Ukraine không có tên lửa Hoa Kỳ, tạo đám mây hình nấm phi hạt nhân trên Nga. Cuộc tấn công vào kho đạn dược làm rung chuyển thảo nguyên với sức mạnh của một trận động đất. Hậu quả của một loạt vụ nổ tại một kho đạn dược ở Torovets, Nga. Ukraine đã đánh bại Nga trong cuộc đua làm rung chuyển thảo nguyên bằng một trận động đất và tạo ra một đám mây hình nấm có thể nhìn thấy từ ngoài không gian. Trong nhiều tuần, các nhà bình luận Nga đã thúc giục Điện Kremlin thả vũ khí hạt nhân xuống Ukraine. Hôm qua, chính Ukraine đã thực hiện vụ nổ có thể là lớn nhất trong cuộc chiến. Họ đã làm theo cách cũ, phi hạt nhân, cho nổ tung một kho đạn dược. Vụ nổ trung tâm lớn đến mức các trạm địa chấn xa tận Estonia đã ghi nhận một trận động đất mạnh 2,8 độ Richter. Trong không gian vũ trụ, các vệ tinh của NASA quay quanh trái đất đã phát hiện ra các dấu hiệu nhiệt dữ dội từ khu vực rộng 5 dặm vuông gần Toropets ở vùng Tver phía tây nước Nga. Trên mặt đất tại Toropets, đám mây hình nấm ban đầu và các đám cháy sau đó đã thổi bay các cửa sổ, san phẳng hai ngôi làng, làm hàng chục người bị thương và buộc phải sơ tán tạm thời thêm 3.000 người nữa. Một số dân làng bị kẹt giữa các vụ nổ và một hồ nước đã co rúm trên bờ biển, chứng kiến đám cháy bùng cháy trong 12 giờ. Tình hình đã được kiểm soát, thống đốc vùng Tver Igor Rudenya đã lên tiếng một cách nghiêm túc trong một đoạn video được ghi lại 10 giờ sau vụ nổ đầu tiên. Trong khi ông nói, người xem truyền hình có thể nghe thấy tiếng đạn pháo nổ ở phía sau. Thống đốc cho biết một đám cháy đã xảy ra do mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã không báo cáo việc bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào hôm qua trên vùng Tver. Trong bức ảnh này do dịch vụ báo chí của chính quyền vùng Tver của Nga công bố vào thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024, Thống đốc vùng Tver Igor Rudenya ở giữa đến dự cuộc họp của Sở Chỉ huy tác chiến tại Toropets sau cuộc tấn công của máy bay không người lái ở Toropets, Nga. Thống đốc vùng Tver Igor Rudenya ở giữa vào ngày 18 tháng 9 năm 2024. Dịch vụ báo chí của chính quyền vùng Tver của Nga qua AP. Trên thực tế, một đàn hơn 100 máy bay không người lái Kamikaze đã bay về phía Bắc từ Ukraine. Dưới ánh trăng tròn, chúng hẳn trông giống như một cái vạc rơi. Sau 3 giờ và 300 dặm, chúng bắt đầu ném bom bổ nhào mục tiêu của mình. Một trong những kho dự trữ quân sự lớn nhất của Nga được triển khai ở phía tây nước Nga. Hoàn thành vào năm 2018, kho vũ khí được ca ngợi là được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất thế giới về an toàn và kiểm soát hỏa lực. Người tổ chức dự án, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Dmitry Bulgakov đã khoe khoang với các phóng viên truyền hình rằng kho vũ khí mới trị giá 100 triệu đô la này được bảo vệ khỏi các cuộc không kích và tên lửa, thậm chí khỏi tác động tàn phá của một vụ nổ hạt nhân. 6 tuần trước, tướng Bulgakov đã bị bắt vì tội gian lận, nay bắt nguồn từ một vụ việc không liên quan, bị cáo buộc nhận hối lộ để cung cấp khẩu phần ăn không đạt tiêu chuẩn cho binh lính. Trên thực tế, nhiều loại đạn dược tại Toropets được cất giữ ngoài trời, được bảo vệ bằng các bờ đất. Theo tình báo quân sự Ukraine, kho chứa tổng cộng từ 20.000 tấn đến 30.000 tấn vũ khí, đạn cối 82mm, tên lửa Grad 122mm, tên lửa phòng không S-300 và S-400, tên lửa hành trình Iskander và Tochka-U và tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất. Không hề cường điệu, đây là một thành tựu rất đáng kể
nhóm tình báo Ukraine Frontelligence Insight đăng tải. Chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến sự mất mát của hàng nghìn tấn vật liệu nổ, đạn pháo và tên lửa. Một kho đạn dược tại Toropetsk, Nga vào ngày 7 tháng 9 năm 2024, bên trái, và sau một loạt vụ nổ lớn vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, bên phải. Maxa Technologies qua AP, cựu cố vấn nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã đăng trên X rằng các báo cáo của Nga cho biết vụ nổ chính tương đương với từ 1,3 kiloton đến 1,8 kiloton thuốc nổ TNT. Để so sánh, quả bom hạt nhân Mỹ thả xuống Hiroshima có sức công phá 15 kiloton. Vụ nổ chính trông giống như một quả bom hạt nhân đã phát nổ. Một blogger ủng hộ Ukraine trên Twitter là Kremlin Trolls đã đăng. Thành tựu phi thường và có thể là một trong những vụ nổ lớn nhất trong cuộc chiến cho đến nay. Nhóm đối lập Nga Rospartisan tập trung vào sự phân bổ không đồng đều của các hệ thống phòng không trên khắp nước Nga. Nhóm này đã đăng trên Telegram. Đây đã là cuộc đột kích thứ ba vào các nhà kho đó, nhưng hệ thống phòng không tập trung vào việc bảo vệ dinh thự của Putin ở Vavalda. Đó là nơi Khan nuôi dạy con cái của mình. Có tiền mặt, nhưng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược đang rình rập. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được cho là đã đến thăm ba đồng minh trong tuần qua, Triều Tiên, Iran và Syria. Trong nhiều tháng, các nhà bình luận truyền hình nhà nước Nga đã thúc giục Điện Kremlin hành động theo kiểu nu nuclear, thả bom hạt nhân xuống Ukraine hoặc thủ đô của một nước châu Âu. Nếu tính theo số lượng đầu đạn hạt nhân, Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Tổng thống Putin vỗ tay trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok, Nga, ngày 5 tháng 9 năm 2024. Tổng thống Putin vỗ tay trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok, Nga, ngày 5 tháng 9 năm 2024. Vyacheslav Prokofiev, Sputnik, Anh qua AP. Cho đến gần đây, Tổng thống Putin vẫn sử dụng cuộc đàm phán hạt nhân này để đe dọa châu Âu và Mỹ. Tuần trước, lập trường công khai của ông đã cứng rắn hơn khi chính quyền Biden cân nhắc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ và Anh để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga trong phạm vi 200 dặm tính từ biên giới Ukraine. Ông Putin cho biết hôm thứ Năm rằng quyết định phóng tên lửa của Mỹ sẽ thay đổi bản chất của cuộc chiến và có nghĩa là NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Vào cuối tuần, một phóng viên của tờ báo chính thức của chính phủ Nga, Rossiyska Gazeta, đã bay 1.000 dặm về phía bắc từ Moscow đến Novaya Zemlya, một hòn đảo do quân đội quản lý, thường đóng cửa với người ngoài. Tại đây, ông đã phỏng vấn chuẩn đô đốc Andrei Sinitsyn, người đứng đầu cơ sở thử vũ khí hạt nhân của Nga. Từ năm 1954 đến năm 1990, Liên Xô đã tiến hành 224 vụ thử hạt nhân trên hòn đảo này, một số vụ trên không, một số vụ dưới lòng đất. Cơ sở thử nghiệm đã sẵn sàng để tiếp tục các hoạt động thử nghiệm quy mô lớn, Đô đốc Sinitsyn nói với tờ báo chính thức của Nga. Nó đã sẵn sàng hoàn toàn. Phòng thí nghiệm và các cơ sở thử nghiệm đã sẵn sàng. Nhân sự đã sẵn sàng. Nếu có lệnh, chúng tôi có thể bắt đầu thử nghiệm bất cứ lúc nào. Với cuộc đột kích vào kho vũ khí Toropetsk ngày hôm qua, chính quyền Biden có thể lập luận rằng Ukraine không còn cần tên lửa chiến thuật tầm xa của Mỹ nữa. Loại tên lửa này chỉ có thể bay được 190 dặm. Thật vậy, máy bay không người lái của Ukraine hôm qua cũng đã tấn công Angels 2, một căn cứ máy bay ném bom của Nga gần Saratov. Căn cứ đó cách Ukraine 300 dặm về phía đông. Ngoài máy bay không người lái tầm xa, Ukraine đang chế tạo tên lửa tầm xa được thiết kế để tấn công mục tiêu cách xa 1.000 dặm trở lên. Trong chiến tranh lạnh, cả kỹ sư và thợ máy người Ukraine có trụ sở tại thành phố Dnipropetrovsk đã thiết kế và chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, hay ICBM, nhắm vào New York và Washington.
cuối tuần tới, Tổng thống Biden và Zelensky sẽ gặp nhau tại New York. Một chủ đề sẽ là kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine. Ông sẽ đến New York với một chiến thắng ghi trên thắt lưng. Một kết quả rất quan trọng đã đạt được vào đêm qua trên lãnh thổ Nga, và những hành động như vậy làm suy yếu kẻ thù. Ông Zelensky nói tối qua về cuộc đột kích bằng máy bay không người lái vào Toropets. Tôi cảm ơn tất cả những người liên quan. Đủ chính xác như vậy thực sự truyền cảm hứng. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Tin Tức. Hãy ghi danh vào Nghĩa Tin Tức để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.